Xin chào tất cả anh chị em và các bạn. Hôm nay Dina xin chia sẻ đến anh chị em và các bạn một món ăn rất là ngon, đó là rau xà lách son xào với thịt bò. Xà lách son này ăn rất là tốt cho sức khỏe. Mình có thể nấu canh ăn rất là ngon, hoặc là có thể ăn sống cũng được. Và mình đem xào ăn cũng rất ngon luôn. Và hôm nay mình sẽ xào với thịt bò nha. Thịt bò thì Lina đã cắt miếng mỏng mỏng ra như thế này, còn xà lách son thì cũng đã rửa sạch rồi. Trước tiên thì Lina sẽ ướp vào trong cái thịt bò này khoảng một muỗng cà phê dầu mè, nửa muỗng cà phê bột niêm gà, một muỗng cà phê dầu hào, nửa muỗng cà phê đường, tí xíu nước tương thôi các bạn. Lina cho khoảng nửa muỗng cà phê nước tương thôi để cho nó có cái mùi thơm. Mình không cho nhiều, nó sẽ mặn. Rồi nửa muỗng cà phê tiêu, Lina cho tỏi băm vô. Rồi bây giờ Lina sẽ để cái thịt bò ở đây cho nó thấm gia vị trước khi mà mình xào nó nha. Ở đây Lina cũng có củ hành tây, cắt cái muối cao nhỏ nhỏ như thế này. Món này mình làm rất là nhanh luôn. Lina cho một cái chảo lên trên bếp và cho vào một ít dầu. Khi dầu nóng, Lina sẽ cho tỏi vào, mình phi cho thơm. Khi tỏi đã thơm, Lina sẽ cho thịt bò vào để xào. Và mình sẽ xào thịt bò với lửa lớn nha các bạn. Khi thịt bò đã tái mặt, Lina sẽ cho hành tây vào. Mình xào thịt bò vừa chín tới thôi nha các bạn. Mình không có xào lâu, thịt bò nó sẽ dai, không thấy ngon. Hành tây cũng vậy, khi mà mình thấy cái hành tây nó vừa trong trong đó là mình tắt bếp được rồi, để cho cái hành tây của nó ăn giòn giòn đúng không? Trước khi tắt bếp, Lina sẽ cho vào một tí tiêu. Vậy là thịt bò của mình đã xong, Lina sẽ tắt bếp. Sau khi cho thịt bò ra dĩa thì Lina cho cái chảo trở lên trên bếp, cho vào một ít dầu và mình cũng cho tỏi vào trong đây. Khi tỏi đã vào thơm, Lina sẽ cho xà lách son vào xào. Mình sẽ xào rau trên lửa lớn để cho rau của mình nó được xanh. Cái rau này mình xào vừa chín tới thôi. Mình nêm vào đây 2 muỗng canh, 2 muỗng cà phê bột niêm gà, 1 phần 3 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê đường. Rồi mình xắt đều ra. Đó các bạn thấy không, hồi nãy một chảo rất là to luôn, bây giờ nó xìu xuống còn có bao nhiêu đây thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp, rau xìu như thế này là được rồi các bạn, vừa chín tới thôi. Bây giờ Lina tắt bếp và cho ra dĩa liền, rồi sau đó mình sẽ cho thịt bò lên trên, mình không có để trong chảo chín. Chảo còn nóng nó sẽ làm cho rau của mình chín quá, không có ngon. Món ăn tuy rất là đơn giản nhưng mà lại ăn rất là ngon và tốt cho sức khỏe, và cũng không có tốn nhiều thời gian lắm để làm đâu các bạn. Lina cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Nếu các bạn yêu thích món ăn của Lina thì các bạn nhớ đăng ký subscribe để ủng hộ cho kênh của Lina. Và cũng nhớ bấm cái chuông bên cạnh để có thể nhận được thông báo mỗi khi mà Lina có món ăn mới để up lên cho các bạn cùng xem nha. Lina cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ Lina xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong món ăn lần sau.